hả mấy bạn. Cái lòng mặt mèo mình đặt về là cái con mèo nó giống vậy ha, rất là đẹp ha. Nhưng mà hãng giao qua cho mình nó gì nè, đó bạn thấy này con gì đang không biết nữa, mình không hình dung ra được cái con quỷ gì luôn á. Mà giờ mình phải tìm cách sắc phục hồi sắc đẹp để cho nó nè. Đó giờ mình lấy cái tô cơm mình nè, đó tô cơm bằng ngại mình nè ha, nó mình ốp nó vô ha, đây ốp chặt vào ha. Rồi các bạn sau khi ốp chặt vào ha, rồi các bạn để đây, các bạn để đây thì bạn để tới mai sáng ngày mai nó cũng không có thể nào mà nó thẳng thớm được trơn á. Bạn phải dùng cái này, cái khò đây ha. Rồi bạn phải chuẩn bị thêm cái hộp quẹt ha. Rồi bạn bật lên, nhận lửa nhỏ nha các bạn, mà nhận lửa lớn quá nó sẽ bị chảy nha các bạn. Cái này là phục hồi cho đồ chơi thôi nha, chứ mình không phục hồi cho bản mặt mình được đâu nha. Mình lấy mà lửa mình để phục hồi để cho mặt ngoài mà mình nó đẹp đây thì không được đâu nha. Đây rồi ha, bạn cứ đảo đều cho nó ha. Nó nãy nó cong vòng méo mó hết trơn ha, giờ mình sẽ làm ảo thật chút xíu thôi ha. Đây chịu khó các bạn đảo đều đó nha, chứ hơi chỗ này nó méo chỗ kia nó thẳng á, cái đảo đều nó gọi khò cho nó đều hết. Đây vừa nghe bạn, mấy bạn hơi chảy quá, ba nhựa nó chảy dính vô tô bạn, là như là xong tô luôn nha. Mời đi ra chợ mua tô mới về ăn cơm nha. Đây hả, tương đối nha mấy bạn. Rồi đây, mình cho nó nóng lên, cơ bản nhựa mà nó nóng nó sẽ từ từ chỉnh sửa hình ảnh nó lại. Rồi xong, như là chỗ này chưa nè, tương đối vậy ha. Rồi coi mình tháo ra rồi có gì nó bị gì cái mình sửa lại ha. Rồi kế đến là bạn chuẩn bị cho mình cho xô nước nha, tại vì bạn chờ nó nguội lâu lắm, ba này thà đụng như nóng phỏng tay á. Đây cầm mấy miếng trong của tôi ha, nhớ tôi nóc này bạn làm tự lập tô sứ nha, tô sứ mấy bạn bể gắng chịu nha. Đây đó, bạn đợi cho mấy bạn chụm ha. Rồi mấy bạn chụm, rồi mấy bạn chụm nữa nguội liền rồi nè ha, nó nguội liền rồi, còn ấm ấm thôi. Rồi giờ mấy bạn lấy ra coi nó như thế nào ha, nó được chắc cũng khoảng 70-80% gì á. Cái này mình thấy cái này nó chưa ổn nè, chỗ này còn cong nè, chắc mình lấy ra mình sẽ sửa tiếp tục lại. Nhưng mà để coi, ô má ơi, được 80%, thấy không? Đó. Đây giờ còn cong bên này mình sẽ hơ lửa khúc bên đây với khúc này thôi là nó sẽ tương đối được gì với khúc bên đây. Đây. Rồi các bạn ép vô, các bạn làm tiếp lần hai ha, nhớ vị trí chỗ nào nó bị nha. Chỗ này với chỗ này thì bạn hơi lửa hai chỗ này thôi là được rồi. Rồi ok, chúc mấy bạn thành công.